trưởng phòng. Kính thưa tất cả các vị, các anh chị, tôi cũng rất là bất ngờ được anh Văn Thành gợi ý phát biểu ý kiến. Vì tôi nghĩ đến đây thì trước tất cả quý vị này thì chắc là gợi ý cho các vị có nhiều ý kiến rất là hay và tôi đến chủ yếu để nghe. Như anh Thành đã gợi ý, tôi xin phát biểu từ cái gợi ý của cô Bình, của ông Phúc Khoa, là tôi thấy hiện nay thì có thể nói là đúng là mình nhìn thì mình thấy hình như cái gì cũng đang bắt đầu phải làm lại từ đầu. Kinh tế thì xuống quá và chưa biết bao giờ lên được. Từ năm 2006 đến giờ thì cứ xuống dần đều thôi. Rồi văn hóa thì cũng chưa bao giờ mà chúng ta rơi vào cái thảm cảnh như thế này. Giáo dục rất nhiều khó khăn thì ông Tỷ cũng nói rồi, cũng định nói rồi. Và có thể nói là nhiều mặt có cảm tưởng là chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì tôi thấy là quả thật là đây là những vấn đề mà đặt ra cái trách nhiệm rất là lớn cho mỗi một công dân và các cái trí thức. Thế thì trong phát biểu của mình lúc nãy đấy, thì bà Nguyễn Thị Bình, ông Vũ Khoan thì có nói đến những cái tia sáng, có đến những ánh sáng. Thậm chí thì ông Vũ Khoan còn nói là ở đây là nhìn thấy những ánh sáng chứ cũng không phải là những cái tia sáng nữa. Thế thì chúng tôi nghĩ thế này, và cả hai vị thì đều nói đến chuyện là làm sao phải tập trung các cái ánh sáng ấy lại. Thì tôi nghĩ đến cái điện mặt trời, ít nhất là làm sao phải tập trung lại thì mới có thể tạo ra được cái năng lượng mặt trời để mà sưởi ấm. Nhưng mà tập trung lại trong khi mà dự án không được duyệt thì tập trung như thế nào? Thì là chuyện rất là khó. Thì tôi nghĩ là vấn đề là bây giờ thì có thể là mình có thể phải bằng một cái cách là gọi là đồng thanh tương ứng thế thôi. Khi mà chúng ta thấy có một cái lời nói phải, chúng ta thấy có một ý kiến hay thì anh em cùng lên tiếng. Thế thì mình cũng không cần phải có một cái dự án gì để mở rộng một cái nhà máy năng lượng mặt trời để sản xuất ra điện, và như thế thì dần dần là mới có thể là thay đổi được. Và tôi nghĩ là cái tác động của trí thức của các vị ngồi đây đối với xã hội là rất là lớn. Ai nói hay, ai nói phải thì xã hội thù người ta cũng nghe, nhưng mà chính những cái người trí thức, những người có uy tín nói ra thì cái tiếng nói nó còn trọng lượng hơn. Và tôi nghĩ là nếu tất cả cùng góp được những cái tiếng nói lành mạnh như vậy thì chúng ta có thể khôi phục lại được những cái giá trị của dân tộc và có thể bảo tồn cái non sông gấm vóc của chúng ta, cái cơ đồ mà rất nhiều thế hệ đã xây đắp lên như thế này. Nhân dịp đầu năm mới được nói vài lời thì tôi cũng xin được kính chúc tất cả quý vị một năm mới luôn luôn dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc, và xin chúc cho năm sông này đất nước chúng ta có một cái sự chuyển biến thật sự. Xin cảm ơn các vị.